qua bên Đồng Tháp là em ghé nhà của anh Long Lùng. Bữa nay hai anh em qua Zalo với anh Long Lùng nha cả nhà. Chào cả nhà nha. Bữa nay qua anh Long chiên khô nhậu nè cả nhà. Chiên khô cá lóc làm và gỏi xào rau. Khô cá lóc này nó vàng quá ngon luôn cả nhà. Quá ngon luôn khô cá lóc này. Giờ mua lộn xào đâu về với cà chua về cũng nó làm dễ gỏi ra rồi. Anh em xương xương rồi đó. Nào giờ biết anh Văn Nguyên chứ đâu có thấy bên ngoài đâu. Hôm nay có dịp rồi ảnh đến đây để anh em gặp gỡ. Nè cái nhà lá sầu đâu nè cái nhà. Lá sầu đâu nè. Sầu đâu nè. Đây sầu đâu đó cái nhà, lá sầu đâu nè. Cái này là làm gỏi khô cá lóc nè cả nhà, mới mua về nè. Có anh Văn Nguyên ghé vậy thì sẵn thì mình mua về làm món mới này. Đây cá lóc khô cá lóc anh Long anh chiên cá lóc xong rồi cả nhà. Cái đầu anh nó đầu chế biến làm món gỏi nha, cá lóc gỏi cá gỏi khô cá lóc, gỏi sầu đâu khô cá lóc. Này đây là nước chanh. Rửa sầu đâu. Cái này là tuốt à, lá sờ đâu là tuốt này nè. Mình tuốt khúc nào non nó đứt, còn khúc nào già nó còn ở lại thì mình bỏ, khúc nào non nó đứt cái mình ăn luôn. Em cũng lần đầu tiên được món gỏi cá lóc sờ đâu nè. Mùa này nó không có bông. Bông á ngon lắm, bông búp búp ăn nó bùi ngon lắm. Cái đó sau này cũng miệt Đồng Tháp hả anh Long? Miệt Đồng Tháp hả? Miệt Long An, Vĩnh Long không có. Tôi mỗi lần về quê Long An phải mua đem theo về. Này nó tốt cũng như dạng bồ ngót ha. Nó như bồ ngót nhưng mà nó ăn vị đắng nha. Vị đắng nhưng mà tốt nhất là nên ăn buổi sáng. Đừng nên ăn buổi chiều, tại vì buổi chiều ăn sao nó không tiêu quá. Đây nó vị đắng á. Rồi mình tưới xong cái lá mình bỏ nè. Thưa quý anh Long anh Thúc còn gỗ này cả nhà. Rồi anh Long chuẩn bị trộn gỗ nha cả nhà. Cho nó vô thằng ông nè. Mình chung với cà luôn. Khỏi cần dưa leo cũng được.
nhìn lông nó sắc kìa, cài thấy kìa, đàn ông đảm đang. Anh Long bây giờ anh chắc dưa leo rồi nha. Bào dưa leo vô, bào mỏng dưa leo vô. Đây lá sầu đâu nè, cà chua nè, dưa leo mỏng nè, sắc mỏng nè cái gì. Bào lấy cái vỏ nè. Gỏi này kia giờ anh nước chanh tắc tốt anh nước chanh đường, chanh đường vô cái nha, rồi bắt đầu trộn cái nha, trộn vô đây nè, mình thêm một miếng nước mắm nữa nè, mắm cá linh nha, mắm nấu nhà nha. Đây là nước nước mắm cá linh là anh Long nấu nhà nha, nấu nhà nha, nước mắm cá linh nha. Thấy chén quá ngon hấp dẫn luôn nha, chén chanh đường nè đó, vậy mình rưới lên. Trộn lên trộn lên. Lên. Lên cái lát nữa nó ngấm rồi cái mình xé khô vô, xé vô liền cái khô nó bị mềm. Yeah. Mềm khô nó không ngon, khô á mình chiên rồi mình đập á, đập cho nó dập sơ sơ chút xíu là nó bung ra, nó thấm cái nước gia vị vô nè, nó ngon lắm, đậm đà cũng khô lắm. Dạ, dạ. Đây rất là ngon luôn nè cả nhà. Thì đây là mình thấy mới có gỏi không mà nó hấp dẫn không nha, sao đâu mà hấp dẫn quá, hấp dẫn được cả nhà. Rồi anh Long chuẩn bị đập khô cả nhà. Này đi, cái bếp nó hơi chín. Me nè, lát nữa mình làm mắm me. Này me chín nè. Nè me chín nè, lát nữa mình làm mắm me chấm. Chấm với cái gỏi này nè. Nó là mắm me là số giác á. Cái này khô nè, mình đặt giác giác đi nè. Quá sơ sơ vậy nè. Đập cái nó bung nè, đó nó bung vậy nè. Đập bung vậy nè, đó là ngon nè. Đó. Quá ngon rồi cả nhà. Nè, mình xé nè. Bắt đầu anh Long cũng xé rồi cả nhà. Đó. Đó, xé vậy đó. Khô nhỏ cho nó ngon. Khô nhỏ là khô cá đồng á, còn con mà chà bá bự bự á là khô nó nuôi á. Dạ. Bung ra nè, nhìn miếng khô ngon không? Quá ngon luôn nhà ơi. Số dách luôn á. Anh Long bắt đầu trộn cái nha. Trộn sơ thôi. Trộn sơ thôi, lát nữa mình gấp ra dĩa. Trộn xuống quá cái nó cái nước á nó thấm vô nhiều quá cái nó bị nhũn mấy cái miếng da mình ăn cái nó không có giòn, nó mềm. Dạ. Sơ sơ vậy là cho nó nó thấm một bề thôi. Dạ dạ. Bây giờ mình làm mắm me. Làm mắm me xong rồi mềm nó thấm là dọn ra. Dạ. Bắt đầu anh Long chuẩn bị làm nước mắm me nha. Mình sử dụng lại cái chén nãy nè. Me nè.
Lâu rồi đầu bỏ cục me vô chén cả nhà. Đó, cục me ra đó. Mình cho cái nước bình thủy nóng vô á, nó tan. Dạ. Mình cái muỗng này nè. Dành cho nó nóng nó tan ra. Chưa gì là cái hai món này là quá hấp dẫn nha. Đó. Chén mắm me này nha. Chén mắm me. Cho đường vô. Ở lâu đầu cho đường vô cái nha. Đó. Đường mắm me phải cho đường nhiều đường nha nha. Chua chua ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt. Dạ. Thêm nước mắm vô cái nữa nó mặn mặn mà thêm cái mắm cá linh đó, nó thơm dữ lắm. Dạ. Thơm mùi cá linh ngon lắm. Để lát nó ra màu, nó ra cái mật á, mật me. Dạ, dạ. Rồi cái mình băm tỏi ớt thiệt là nhuyễn, mình để lên. Dạ. Yeah. Chưa hết á. Rồi đầu, bắt đầu anh Long anh băm tỏi ớt. Băm tỏi nha cả nhà, tỏi ớt nha cả nhà. Lâu lâu anh em đến nhà mừng lắm chứ. Tôi thì tối ngày ở nhà không có điều kiện để mà đi đâu xa. Trừ khi mà công chuyện trong gia đình mới đi thôi. Dạ. Chứ còn muốn đi đến anh em chơi này kia cũng khó lắm. Rồi bà xã thì đi bán tối ngày rồi đó. Tôi ở nhà tôi làm cơm làm nước. Dạ. Đó đây. Xong. Anh bao. Cay nhiều không? Cay nhiều không? Được rồi, nhớ được rồi, được rồi, được rồi. Bắt đầu anh bỏ vô nữa nha. Mình cho anh nhuyễn luôn. Ngon. Dạ. Giờ me giờ nó ra màu rồi cả nhà. Me ra rồi. Chưa chơi nước mắm. Mới có me không à. Bắt đầu anh Long bắt đầu chế nước mắm vô. Chân mắm cá linh là anh nấu nhà nha cả nhà. Nấu nhà nha. Cái màu nó nè. Nó không có đỏ như cái nước mắm kia nè, cái màu cái linh nấu nhà nè. Đó. Rồi ok, chua chua ngọt ngọt. Trời, anh bỏ tỏi ớt vô nha. Đó. Thả ngon luôn cái nhà. Nhìn chén mắm me. Trời. Trời ơi, chén mắm me. Thiệt tình luôn. Thì cái này, cái thau này nữa nha. Đó. Quá ngon luôn. Chụp màn ảnh không nè. Quá ngon luôn. Mình gấp ra. Gấp ra dĩa trang trí lên. Rồi anh Long bắt đầu trang trí nữa nha. Gấp ra dĩa nè. Đó. Đây. Sầu đâu? Sầu đâu nghe nha, lá sầu đâu đây. Đó, cà chua. Khô cá lóc nè. Mình gấp khô cá lóc mình để lên trên để người ta nói không thấy khô. Thấy gì đâu mà toàn là lá không, không thấy khô. Đó, khô nè. Quá hấp dẫn luôn nha. Đấy, còn cái này nữa nè. Anh là bỏ thêm củ hành sấy. Củ hành sấy. Củ hành sấy nữa nha. Ừ, củ hành sấy. Đó.
quá hấp dẫn luôn nha, cực kỳ luôn đó cả nhà ơi. Quá ngon luôn.